Hả? Chưa. Đi đánh bắp nè. Thêm hai thằng. Đây là fan hâm mộ của kênh A8 Vlog nè. Sao ở nhà con coi thấy chú không? Thấy chú không? Thấy. Không thấy ai nữa? Thấy thằng cu đen. Không thấy cu đen với ai nữa? Em thôi với ông gì đó. Con thấy tụi nó làm gì? Là buồn quá. Đang quay nè. Ừ, đang quay nè. Con có nói gì không? Nè. Nè, có nói gì không? Có nói gì đi, lát chú đăng lên YouTube luôn. Học lớp mấy rồi? 5. Học lớp 5 mà học lớp 5 mấy? Năm 3. Năm 3, con tên gì? Thằng Nhàn. Nhàn tên lên học nè, Trắng Lan. Trắng gì? Trắng Lan. Lan hả? Trấn Thang. Trấn Thang. Tên lạ quá ta, còn con tên gì? Tên Đô. Đô hả? Đây, hôm nay có hai gương mặt mới nha. Xem A8 Vlog hả? Hey, yeah. Rồi đó. Bây giờ là con nghĩa đã lên rồi đó. Rồi vài bữa cô đi là con thấy con trên YouTube á. Nhớ tiếp tục xem kênh nha. Xem kênh nha. Trời ơi. Thấy thương ghê á, hai thành viên. À, thấy luôn hả? Trời ơi, chứng tỏ chú cũng nổi tiếng rồi. Vậy là cu đen cũng nổi tiếng rồi. Trời ơi. Vậy cu đen ở nhờ chú mà nó nổi tiếng hả? Rồi, xong.